Cây bút thử điện LED siêu sáng siêu nhạy của thương hiệu Xinhua, ở thương hiệu Canes. Đây, hôm nay. Và hôm nay có cái cam xịn thì mình sẽ cho anh em xem là cái độ nhạy của cái cây thước này, cái cây bút này nó như thế nào, cái độ sắc nét của nó sẽ như thế nào. Và anh em hãy nhìn vào cái cam này nha. Em đợi xíu mình lấy ổ điện qua. Đây. Thì đây là cây bút của chúng ta, anh em thấy nó được thiết kế rất là đẹp. Đó, cái màu nhựa của nó nè. Thước này á, anh em chỉ cần chạm vô là nó có điện rồi nè. Đây. Nó là cây bút thông mạch. Đó, anh em chỉ cần rà vô thế này, anh em chạm hai đầu thì nó sẽ thấy được thông mạch. Và anh em thấy cái đèn không? Cái đèn nó siêu sáng. Và anh em muốn nhìn cái góc sáng nè, thấy không? Anh em nhìn góc này không thấy sáng nào, nhưng mà anh em xoay qua thấy sáng. Tại vì nó sẽ có một cái chỗ để anh em nhìn vô. Ví dụ như cái chỗ này, chỗ này là nhựa trong, và nó sẽ phóng đại cái độ sáng ở đây ra, nên khi anh em nhìn vào góc này anh em thấy sẽ rất là sáng, đúng không? Nó giống như cái gương vậy đó, gương nó giống như là cái kính, cái zoom vậy đó, cái lúp vậy đó. Thì trong cái cây thước này nó sẽ có cái bút này chứ, nó sẽ có cho anh em là ba chỗ nó lúp lên như vậy. Nó cứ lộn cái thước hoài, một nè, hai nè, và ba, một hai ba. Và nó là dạng bút nên em có thể gài trong túi áo rất là dễ dàng ha. Thiết kế làm rất là cứng cáp luôn nè. Và cái cây này anh em có thể siết ở đây là nè. Đó, anh em cứ gần chạm thôi. Thì cái cây bút này á, bút thử điện này nó dùng để làm cái gì? Đây nè. Anh em chỉ cần rơ như vậy thôi là anh em thấy nó có điện, là nó có đèn báo rồi đó. Đây em sẽ dẫn cái độ sáng xuống cho anh em xem ha. Đây nè. Ví dụ như cái ổ điện này có điện nè. Anh em chỉ cần rơ nhẹ vô thôi là anh em sẽ thấy nó có điện nè. Chỗ nào điện càng, cái chỗ nào á mà nó càng nhiều điện á, tức là nó sẽ càng sáng rõ nè, anh em thấy không? Nè, ở đây nó mờ. Em chưa đụng vô luôn nè, đã, anh em chưa đụng vô mà nó vẫn có đèn sáng nè, cho anh em coi nó gần nè. Anh em đợi xíu nha. Rồi. Đó. Em thấy nó sáng không? Còn nếu mà anh chọn vô nè, sáng trưng luôn. Và cái này nó có một khuyết điểm là như này nè. Nếu mà anh em muốn phân biệt được nóng lạnh á, thì anh em phải nhìn vào cái cường độ sáng của cái đèn. Ví dụ cái đèn nó sáng mà ánh sáng mà nó xanh như thế này nè, nó sáng mà sáng đậm luôn á, sáng mà sáng rực rỡ luôn á, thì đó là cái dây nóng. Còn nếu mà nó hơi sáng mờ mờ á thì nó là cái dây nguội. Tại vì anh em thấy anh em để như vậy thôi thì nó cũng sáng. Đây nè, anh em để vậy nó cũng sáng nè. Tức nghĩa là nó giống như cây bút không chạm vậy đó anh em. Cái thiết kế của cái sản phẩm này rất là đặc biệt. Anh em thấy Nhật nó đâu có thiết kế những dòng bút thử điện không chạm mà sử dụng pin đâu. Chỉ có một cây của Anes có thôi. Nhưng mà cái pin của nó không phải là cái pin bình thường, cái pin nó cứ nằm trong cái bút luôn, nó biết làm kiểu gì nó rất là hay. Thì cái cây này nó giống vậy, anh em có thể dùng để anh em rà. Đây, anh em rà thông mạch luôn. Nha, ví dụ như cái dây nè, anh em rà vô nè. Là nó sẽ hiển thị cho anh em cái đèn trên đây nè, anh em nhìn nè. Đó, em đợi em xíu. Đây ha. Hơi khó dòm thôi, tại vì cái nó không có đủ độ sáng để anh em có thể. Đó, anh em thấy không, nó cháy không? Đó. Cái dây điện em hơi ngắn ha. Ok không? Đây em lấy cái này em thử cho anh em coi. Nè. Đó. Đây cái dây này nó có điện nè. Nè. Đó. Là anh em đo được thông mạch nè. Anh em đo được thông mạch nè. Đó, anh em đo cái dây có điện không nè. Anh em chỉ cần chạm một đầu như thế này, vô đầu còn lại, mấy đầu còn lại nó có điện là nó sẽ hiển thị cái đèn như thế này. Thì cái cây này á, mình thấy không? Mình thấy cái, mình hiểu cái công dụng của nó. Nó sẽ giống như là một cái dòng bút thử điện không chạm đi anh em à, bút thử điện không chạm. Đó, nó giống như vậy đó. Nhưng mà nó lại xài gì? Không có xài pin. À, nó không có xài pin. Những cái dòng khác của Trung Quốc là nó sẽ xài pin, nhưng cái dòng này không xài pin. Nên nếu anh em hiểu được cái công dụng của cái này thì anh em xài nó mới đúng. Còn nếu anh em mua về á, anh em mà không biết xài á thì anh em sẽ hơi bị rối kiểu. Ủa sao rơ vô cái gì nó cũng có điện hết vậy? Nhưng mà khi anh em có kinh nghiệm sử dụng rồi thì nó sẽ khác. Nếu nó có điện là nó sáng rực rỡ luôn. Nó sáng như ban ngày, nên cái này nó sử dụng ngoài trời rất là ok. Nếu mà điều kiện mà anh em thấy nó bị chói quá, nhiều khi cái bút thử điện bình thường mình nhìn nó không có thấy. Tại vì cái bút thử điện bình thường nó mờ căm mà anh em. Anh em dùng ngoài trời là khó nhìn lắm. Nhưng cái bút này anh em nhìn là rất là rõ. À, còn nó sáng mờ mờ thì nó là dây trung tính.
hoặc là điện nó không có điện. Nếu mà có điện chắc chắn với anh em nó sáng rực rỡ luôn, nó sáng rực rỡ luôn, hoặc là thông mạch. Thì anh em hãy nhìn những cái màu, tôi là một người mù màu mà tôi còn nhìn thấy được mà, uống cho anh em. À, anh em nào mà về lấy cái thước bên kia, cái bút này anh em nghiên cứu ra anh thấy nó hay lắm. Giá đó là 210.000 ha, và giảm giá cho anh em ngày hôm nay còn là 199.500 đồng. Sản phẩm nằm ở vị trí số 7. Và nhắc lại anh em ha, đây là một cây bút có thể thử được điện từ 100V đến 240V, hàng Nhật Bản, sản xuất từ Nhật Bản, thương hiệu là Anes. Rất đẹp ha anh em ha. Cái bút này mã là 2036L. 2036L.